là tôi anh em tụi tôi đang đi qua Bến Tre để giao đồ, gắp một dạng cho người, cho khách đang chờ phà. Trời ơi xong bự quá, phà biết chừng nào tới. Ủa sao không thấy cái đò nào luôn vậy? Có khi nào đò nãy nghỉ không? Quá trời cây sầu riêng luôn. Đây là bên đây kêu là gừng sầu riêng luôn. Toàn trong đoạn sầu riêng không. Nhưng cái đoạn đường đang nãy giờ là toàn là sầu riêng không. Đi qua Bến Tre mà tụi mình đi đi đường tắt nên qua nhiều phà. Bây giờ tới phà của Chợ Lách và Bến Tre. Phà Bến Tre của Chợ Lách. Bến phà Tân Phú Văn Hóa Văn Minh Lăng Tẩu. Đi đã đời cũng tới rồi. Gửi xe ô tô Hoàng Huy ở bên Bến Tre nha mấy bạn. Gửi tiệm gửi xe rất là lớn. Không cửa xe ô tô Hoàng Huy thay nhớt hút bụi ấp Đại An xã Hòa Nghĩa Chợ Lách Bến Tre. Lấy học tủ ra luôn đi. Rồi chiếc bích ba. Ui hú ngột. Đây. Ba là thứ hai nữa anh em mình qua nhà hàng làm đó. Rồi. Bữa có qua đây rồi. Bữa mày có ăn hủ tiếu rồi mà phải không? Cố ăn với chị Ma, chị Mai với anh Hiền. Làm ở đằng đấy nè. Cái dàn đồ của anh ở đó đó. Đây dàn đồ cũ nha mấy bạn. Hai cái dàn đồ cũ của anh nè. Lo lại đây. Một xích đôi. Một xích đôi 4 full. Chứ không phải trường trung số 7 không? Chứ không phải trường trung số 7 không? Đi đá không nhậu luôn. Về cái này chứ. Có không? Chơi lớn gì đó.
Rồi cảm ơn nha chị gái. Phà không á. Bắt hai con thôi, lấy đừng bắt bốn con. Con hai bắt bên bên con, bên con rồi bắt xéo trên dưới. Hình như hôm qua còn cục men nó về ở Đại Ngân chưa lấy nha. Cái gì? Hôm qua như còn cục men, ba nó kêu hôm qua lúc mà lấy hai cục á là nó nói 3 giờ về 1 cục nữa. 3 giờ về khác. Ủa khác hả? Đường nào giờ cầu Ba Nhát hả? Hai cái cốt cái đường nào chứ thẳng này luôn hả? Đường này luôn hả? Ừ, thẳng xuống 20 cây nó nói rồi. Cái đợt đó mà cái cầu mới sửa đó, cái tải đó rồi, giá chợ lớn luôn, đợt đó chạy tới bên đây cầu, cầu sửa cái chạy vòng xuống dưới cầu chiên chạy lên. Dạ dạ. Cái nào 110 làm dấu trọng nhớ nha. Không có sẵn chưa rồi, anh đi kiếm 22 thôi. Câu sẵn hết rồi. Đâu có bảo rằng cũng phải ghi được 73 đâu. Pentafed. Gì đó đó. Microverb. À là anh tạm thôi, chỉ chắc nữa, mới chắc rồi thôi mà. Hartley. Chắc rồi. Đều đề. Bay ma xe 40 4 kênh. Không có em mới diễn vậy chứ á, anh dàn chân anh ok rồi là đầu lo anh là cái còn bé hay là hay hay dở gì đó là do anh thôi. Đúng không? Chứ cái dàn chân vậy là ok em nói thiệt. Nhưng mà nó dữ lắm chứ, nhưng mà xin lỗi. Đủ không, nhiêu đây là làm ben là dư rồi. Nói chung là em làm cái tủ này là thứ hồi xưa em đang làm đó. Hồi xưa em đi làm mà tiền bạc nó lắc đầu không. Tại giờ em bước qua đi ghi tò rồi nó khác. Mốt mà nếu mà có quýnh monitor nữa thì mua một cái men nhỏ nhỏ nữa, quýnh monitor luôn. Monitor có men đó. Nói chung là thiếu cái vụ đụng ben á, em nói là em sẽ hỗ trợ anh mà anh đang tập, tại em cũng phải qua à. Alo là em qua rồi chứ đâu em có bỏ được. Mà hỗ trợ thì anh chết hết, mà còn ai để dạy nữa em làm test thanh sẵn đi ca đi ngồi dưới, tại vì em đã chu hành test chống rồi không mà, đâu có làm gì nữa đâu.